Hóa ra gánh nặng nhan sắc thực sự quan trọng với dàn tiểu hoa Cbiz. Cùng là hoa 95, Ngô Thư Hân không quan trọng quản lý vóc dáng, lộ ảnh kém xinh. Cách ăn mặc ngày càng xến xúa, lúc như bà thím, khi lại quá nhí nhảnh. Ngó lại Triệu Lộ Tư cũng phổ nữ nhưng nỗ lực cải thiện nhan sắc, nay đã ưa nhìn. Dương Tử, Cúc Tịnh Y luôn chăm chút bản thân, khán giả cũng được nịnh mắt. Tuy Cnet cứ chê người này người kia có gánh nặng nhan sắc quá trầm trọng, nhưng với những tiểu hoa không có gánh nặng nhan sắc cũng không ổn. Ví dụ như Ngô Thư Hân, có vẻ như cô nàng đang quá thoải mái, khiến bản thân trở nên kém sắc nhưng vẫn không có ý định thay đổi, cải thiện cách ăn mặc lẫn vóc dáng. Vốn đã bị netizen chung xếp vào hàng phổ nữ, lẽ ra Ngô Thư Hân nên cố gắng như Triệu Lộ Tư, cải thiện ngoại hình của mình để lên hình đẹp hơn. Thế nhưng không biết cô cố gắng kiểu gì mà giờ sơ hở là lộ ra hình ảnh kém sắc, thậm chí đi dự sự kiện cũng không có nổi một tạo hình vừa mắt. Gần nhất, nữ diễn viên tham gia một sự kiện nhãn hàng, diện bộ đầm xanh có thiết kế bèo nhúng điệu đà, còn xẻ tà và trễ vai giúp Ngô Thư Hân khoe được chân dài và bờ vai trắng trẻo. Tưởng sẽ là một tạo hình xinh đẹp, nhưng không. Stylist đã biến bộ đầm này thành thảm họa dành cho Ngô Thư Hân, với mái tóc cắm ria hai bên làm netizen không biết để làm gì. Nhìn qua hình ảnh của cô nàng là muốn giật ngay hai cọng tóc bỏ đi. Thật tiếc cho Ngô Thư Hân, gương mặt xinh xắn không đến nỗi nào nhưng trang điểm làm tóc cứ bị quê khiến tổng thể trông chán không thể tả. Tưởng như chỉ phần trên ố dề, nhưng không. Một số video quay được Ngô Thư Hân di chuyển ở hiện trường sự kiện cho thấy nữ diễn viên đã mũm mĩm lên không ít. Vóc dáng kém thon gọn, cộng thêm chiếc đầm lùng lùng làm Ngô Thư Hân như chỉ còn 1m52, trong khi thực tế cô nàng cao tận 1m69. Có thể đổ thừa cho góc quay không tốt, nhưng cỡ nào cũng không thể dìm dáng Ngô Thư Hân tới như vậy, trừ khi bản thân cô cũng có vấn đề. Sự kiện đã đành, Ngô Thư Hân khi đi quay hay ra sân bay cũng có những bộ đồ rất ba chấm. Nữ diễn viên có cách ăn mặc ngày càng xến xúa, mới 28 nhưng tưởng như đã ngoài 30. Có rất nhiều đồ để mặc, nhưng Ngô Thư Hân nhất quyết chọn cho mình những chiếc đầm điệu đà quá lố, thường cô rất thích mẫu váy công chúa, hay những chiếc áo có tay bồng, trong khi bản thân Ngô Thư Hân có phần bắp tay không được đẹp xuất sắc. So với Ngô Thư Hân, Triệu Lộ Tư nỗ lực hơn hẳn trong việc làm cho bản thân ngày càng đẹp lên. Đành rằng gương mặt của mỹ nhân thần ẩn ngày càng công nghiệp, song vóc dáng của cô đã được cải thiện rất nhiều. Chia sẻ về bản thân, Triệu Lộ Tư cho biết đã rất cố gắng trong việc tập luyện giữ dáng, chẳng thế mà ở những sự kiện gần đây, cô diện lễ phục trông cũng thuận mắt hơn một chút. Không chỉ đầu tư cho gương mặt, sắc vóc, Triệu Lộ Tư cũng rất chăm chút cả về trang phục lẫn make up. Nữ diễn viên thử qua khá nhiều tạo hình và giờ có vẻ đã tìm được cách trang điểm ổn áp nhất cho mình. Ngay đến tạo hình trên phim, Triệu Lộ Tư cũng rất đầu tư, mang đến những bộ trang phục đẹp mắt. Dương Tử, Cúc Tịnh Y cũng thường xuyên bị netizen mỉa mai là có gánh nặng nhan sắc quá lớn, song nhờ vậy mà Dương Tử cũng đỡ làm hại mắt khán giả hơn. Từ quản lý vóc dáng đến tạo hình, Dương Tử đều kiểm soát rất kỹ lưỡng, đầu tư chỉn chu. Chẳng thế mà hình ảnh của cô dạo này tốt lên, được cư dân mạng khen ngợi khá nhiều. Cúc Tịnh Y thì khỏi chê, xuất hiện ở đâu là xinh đẹp ở đấy. Từ sân khấu cho đến ngoài đời, mỹ nữ 4.000 năm luôn mang đến vẻ ngoài tốt nhất của mình cho khán giả. Tất nhiên vẫn không thể cổ suý cho cô việc trang điểm quá đậm khi đóng phim, vẫn nên làm sao cho phù hợp vai diễn, cảnh quay mới thực sự là tốt nhất.